Chào bạn, hôm nay mình gửi đến các bạn một cái rào cản trong tư duy khác, đó là chúng ta bị cái rào cản tư duy tiêu cực và cái cảm xúc tiêu cực. Các bạn, khi mà các bạn có tư duy tiêu cực á, thì cái con người bạn nó sẽ xuất hiện một cái năng lượng tiêu cực và cái cảm xúc tiêu cực nó bao trùm cái con người bạn, thế là bạn không có mạnh mẽ, bạn không có hiệu quả được. Mà muốn ra khởi nghiệp kinh doanh được, các bạn cần phải có một cái tư duy rất là tích cực, một cái năng lượng và một cái cảm xúc, các bạn biết, nó vui tươi, nó tràn đầy và nó rất là mạnh mẽ và nó có nhiều niềm tin. Thì mình thì luôn chia sẻ với các bạn là các bạn phải luôn tích cực trong mọi tình huống. Bản thân mình thì cũng luôn tích cực, bởi vì tiêu cực các bạn, nó như gì ạ? Nó như một cái vitamin á, mà vitamin mà độc á, y như là bạn uống thuốc độc. Bạn không tin, bạn suy nghĩ tiêu cực hoài là cái con người bạn nó nặng nề và nó đổ bệnh ngay à. Nhưng mà bạn suy nghĩ tích cực là nó như vitamin A, vitamin B, C mình uống mỗi ngày, bạn nó luôn xanh đẹp. Một cái cây các bạn thấy nó được khí dưỡng khí rồi tốt, nó xanh đẹp. Một cái cây mà nó ở ngay chỗ cái luồng mà không có không khí tốt thì nó không có đẹp. Ra khởi nghiệp các bạn rất, tại vì ra khởi nghiệp, giai đoạn khởi nghiệp bạn nó rất là khó khăn. Bạn làm việc rất là nhiều nên bạn cần phải tư duy tích cực trong mọi tình huống. Cái tư duy tích cực thứ nhất, tức là chúng ta phải tích cực, hoặc là lỡ mà cái tiêu cực thì chúng ta sẽ biến nó thành tích cực để chúng ta có cái cảm xúc tích cực trong tình huống thứ nhất. Dù có những bạn là tiêu cực nó như thế nào không tin vào chính mình, tôi không có tố chất, tôi không có khả năng học được, tức là tự đánh giá thấp mình, tôi không có khả năng ra khởi nghiệp được đâu, tôi không thể bán hàng được. Tức là mọi người cứ chưa hết mà tự đánh giá thấp mình. Và thay vì chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta phải suy nghĩ theo cái cách gì ạ? Cái cách là làm sao mà tôi vẫn khởi nghiệp được khi tôi chưa tốt nghiệp đại học? Làm sao mà tôi khởi nghiệp được khi tôi chưa có kinh nghiệm? Mình ví dụ, mình là một người nói cà lăm. Nó là rất nhiều bạn cứ hay lên mạng nói rằng cái ông này ông nói vấp nói cà lăm. Đúng là mình là người nói cà lăm. Và chưa bao giờ mình nghĩ là mình đứng ra mình chia sẻ về gì cho các bạn đó. Thậm chí lúc xưa là mình là người không tự tin nữa kia nè. Và mình nhớ nhất là cái giai đoạn mà mình thi lớp 12 xong á, rồi mình muốn thi vào đại học. Thì ba mẹ mà cũng muốn mình thi vào đại học cái ngành sư phạm thì mình đỡ đóng học phí hơn, tài trợ học phí. Nhà mình thì anh em đông, có 6 người anh em. Tuy nhiên khi mình lật quyển những điều cần biết ra, các bạn cứ mình lật quyển những điều cần biết ra ngay cái chỗ tôi dự thi đại học á, người ta nói ngọng nói lắp nói cà lâm không được thi vào đại học sư phạm. Wow, các bạn thấy chưa, họ không có cho mình thi vào đại học sư phạm. Bởi vì sao? Bởi vì cái truyền thống chúng ta mặc định rằng cái ông nói lắp nói cà lâm không thể làm đào tạo được, và cái điều đó nó ở trong đầu của mình, nó làm cho mình không tự tin. Cho tới năm 2009 thì mình mới được một người bạn nó đề nghị rằng cái kinh nghiệm của bạn tốt thì bạn hãy chia sẻ cho mọi người làm kinh doanh đi. Mà nói no, mình nói cà lâm mà mình làm kinh doanh gì, chia sẻ gì, đứng lớp cho mọi người làm gì. Bạn nói cái bạn mình nói cái điều đó không quan trọng, quan trọng là bạn chia sẻ cái kiến thức gì đó thôi, bạn chia sẻ kinh nghiệm gì đó thôi. Và khi mình ra mình làm thì mình thấy mọi người đâu có quan tâm tới cà lâm của mình đâu. Mọi người quan tâm lúc đầu thì mọi người cũng tự nói cà lâm, mọi người vui cười ghẹo với mình thôi. Nhưng mà một chút xíu sau thì mọi người tập trung vào những cái chia sẻ của mình, những cái trải nghiệm của mình. Các bạn nhô ra điều này chưa? Thì chúng ta phải tự tin vào chính mình. Chúng ta phải xuất phát từ vị trí chúng ta đang đứng. Chứ chúng ta không có được mà như thế nào tại vì tôi không biết cái đó. Cái tiêu cực thứ hai đó là hay so sánh mình với người khác. Thằng đó nó giỏi cái A, nó giỏi cái B, nó giỏi cái C, nó có thể ra khởi nghiệp được, nó lanh lợi. Còn tôi thì không. Chúng ta cứ so sánh với người khác vậy á. Vậy thì cái cách chúng ta khắc phục là như thế nào? Các bạn phải xem lại chính mình. Hiện tại mình đang có cái điểm gì? Cái điểm gì mà người bạn mình nó đâu có đâu. Các bạn tức là xét những cái điểm mạnh của mình. Mình là người ít nói, đúng không? Vậy thì mình ít nói thì mình có khả năng mình quan sát, mình lắng nghe tốt. Cái đó là điểm mạnh của mình. Còn thằng kia nó nói nhiều lúc nó đâu có lắng nghe tốt. Các bạn dùng ra điều này chứ, tức là mình phải phát huy cái điểm mạnh của mình. Cái thứ hai là nếu mà bạn là người
không có học nhiều thì nghĩa là bạn có nhiều thời gian hơn để bạn đi trải nghiệm ngoài đời hết. Cái thằng nó học nhiều suốt ngày nó ngồi trên lớp, các bạn nó đâu có đi ra ngoài đường xá được, nó đâu có đi trải nghiệm ngoài thực tế được. Các bạn gì, hình dung chưa? Nếu bạn là công nhân thì mình ngay từ nhỏ mình đã lao vào rồi, mình rất là chăm chỉ, mình đã cần cù rồi, mình đã làm việc nó đã luyện cho mình rồi. Các bạn chưa, hãy xét lại những điểm mạnh của mình, những cái gì bạn đang có người khác không có đâu. Bạn an tâm đi và bạn tập trung bạn phát triển nên là bạn sẽ tốt. Cái tiếp tiếp theo nữa là mọi người hay có tính ganh tị, thấy thằng kia thành công cái là ghét nó, không thích 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 nó, cái tính đó là không có tốt. Thấy người nào thành công thì chúng ta phải ngưỡng mộ họ, phải cảm ơn họ và phải quan sát họ để mình học. Bởi vì sao? Họ thành công được đó là họ trải qua rất là nhiều khó khăn thất bại. Các bạn không, các bạn thấy, bạn chưa thành công mà bạn đã thất bại rồi, bạn đã thất bại rất là nhiều thứ rồi. Còn các bạn thấy người ta thành công là người ta còn thất bại kinh khủng nữa, vậy thì phải học người ta, phải cảm ơn họ. Mình rất là cảm ơn những người đã thành công, đã giúp cho mình học. Trong những cái lớp đó, các bạn biết trong những cái lớp của mình chia sẻ có rất là nhiều bạn, mình học từ các bạn, đồng đồng với là các bạn học với mình, nhưng mà mình học từ các bạn rất là nhiều. Có những bạn bắt họ, các bạn biết mình có những cái bài tập đó, là cái quyển sách đó, các bạn cái quyển sách như vậy nè, cái quyển sách đó, các bạn mình bắt các bạn làm cái bài tập nó như vậy, cái quyển sách đó, các bạn vượt biển lớn của mình này. Đó, các bạn thấy giá có 100.000. À, nhưng trong cái bài học bán hàng đó, mình bắt đi ra ngoài đường bán cho người lạ 500.000 và các bạn bán được, và 80% lớp bán được. Các bạn là, lúc đầu mà mới đưa cái quyển sách này thì ai cũng nghĩ ô làm sao bán được cái giá 100.000. Mình nói hãy tập trung vào mục tiêu là 500.000, phải quyết tâm mục tiêu 500.000, không suy nghĩ gì khác, và họ ra họ bán được. Và khi mà các bạn bán được vô, mình còn ngưỡng mộ các bạn, sao các bạn giỏi thế, có lớp 80% bán được. Các bạn vô ra điều này chưa, nghĩa là chúng ta đừng có cái suy nghĩ tiêu cực, mà chúng ta phải luôn luôn tích cực, phải tin tưởng vào chính mình. Đó là cái tư duy tuyệt vời của người ra khởi nghiệp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.